Sáng nay, Diễn đàn Chiến lược Phát triển ít phát thải carbon khu vực châu Á đã khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là sự kiện do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức các chính quyền địa phương vì sự phát triển bền vững phối hợp thực hiện. Diễn đàn năm nay sẽ giới thiệu các công cụ, phương pháp cũng như huy động nguồn lực để giảm tải lượng khí thải carbon, xây dựng thành phố xanh. Hiện lượng khí thải carbon của Việt Nam đang ở mức 250 triệu tấn một năm. Dự báo đến năm 2020 sẽ mức 500 triệu một tấn, thuộc nhóm những nước có tốc độ gia tăng lượng khí thải cao nhất thế giới. Nguyên nhân là do tốc độ phát triển công nghiệp, tốc độ đô thị hóa và gia tăng phương tiện cá nhân. Diễn đàn năm nay có sự góp mặt của 200 đại biểu đến từ 28 quốc gia trong khu vực, sẽ cùng xây dựng kế hoạch hành động, xây dựng mạng lưới khu vực để tăng cường phối hợp giữa các quốc gia, huy động nguồn lực tài chính để hướng tới mục tiêu xây dựng các thành phố xanh, khu vực xanh. Diễn đàn sẽ kéo dài đến ngày 8 tháng 12.